rất là lạ. Ngồi vậy anh cũng giống giống vậy đó. Ngồi vậy sao tập được vậy? Ừ, kiểu nó không có bị vào cẳng tay. Tay to gần bằng anh rồi đó. Trời. Ok. Tiếp. Được đúng không anh? Đúng rồi. Nó vô lắm luôn á. Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của Coach Sky. Và hôm nay là một cái tập vlog dành cho những các bạn nào mà mê tập tay á mọi người. Bởi vì Sky đã mời đến một anh khách mời mà lần đầu Sky gặp ảnh và Sky đã mê cái tay ảnh rồi. Ok, vậy thì Sky đã lôi kéo anh đến đây để mà chỉ cho các bạn những cái tips tập tay tại phòng gym để mà giúp tay của chúng ta sẽ xanh và to hơn nha. Chào mọi người, mình là Dũng, hiện tại mình đang là huấn luyện viên thể hình tự do. Và hiện cũng đang là founder của thương hiệu Kago. Đây là thương hiệu đồ ăn vặt gồm có rất là nhiều món ăn ngon, ví dụ như là khô gà này, khô bò này, khô heo nha mọi người. Ủa anh sao mà anh bán khô mà sao người anh to mà khô luôn vậy anh? Tại vì ngày nào anh cũng làm khô hết mọi người nên sử dụng tay rất nhiều. Sai rồi, là anh giả nè, giả gà. Anh xé khô gà. Xé ra hả? Còn có phải giả không? Không giả. Giả. Bạn ơi, đặc biệt á là trong tập vlog này á, Sky có giveaway cho mọi người nữa, đó chính là 3 phần quà tới từ thương hiệu Kago của anh Dũng sẽ dành tặng cho 3 bạn may mắn trả lời đúng cái câu hỏi mà cuối tập vlog này Sky và anh Dũng sẽ hỏi mọi người đó, cho nên là đón xem hết cái tập vlog tuần này nha. Anh có thể chia sẻ về cái lịch mà anh tập tay một tuần như thế nào không? Tại vì cái nhóm cơ tay là cái nhóm cơ mà Dũng rất là thích tập nên một tuần á là anh Dũng tập tới 6 ngày tập tay rồi. Trời ơi, 6 ngày. Dạ, 6 buổi đó đúng rồi. Vậy? Thì 2-4-6 anh sẽ tập tay trước và 3-5-7 anh sẽ tập tay sau. À, cái xếp đó rất là hay. Lưu ý là khi mà các bạn chọn tập tay trước thì hai các bạn chọn nên chọn vào cái ngày mà tập lưng xô ha. Còn tập tay sau thì bạn chọn vào cái ngày bạn tập ngực và vai. Ok, bây giờ thì các bạn hãy cùng tập với Sky và anh Dũng thôi. Yeah. Rồi anh Dũng ơi, thì bây giờ mình sẽ tập cái gì trước? Mình tập tay sau trước đi. Tay sau trước, ok. Rồi, cho em bài đầu tiên nhé. Bài đầu tiên mình sẽ tập tay sau với cáp ha. Tay trái mình sẽ nắm dây bên phải và ngược lại. Tay phải mình nắm dây bên trái. Để cái cáp qua đầu đúng không? Đúng rồi, cái cáp phải chia cao trên đầu mình. Rồi mình bước lui về một bước ha. Xong rồi mình kéo xuống. Mọi người chú ý bài tập này ha, là cái chỏ của mình ấy phải giữ khi mà mình đi lên á. Chỏ phải giữ nguyên. Kiểu nó không được đung đưa đúng không? Đúng rồi, không được nhấc lên như vậy. Vì mình tập nhấc lên vậy là không đúng ha. Em thấy nhiều bạn hay bị nhấc lên lắm. Đúng rồi, mình giữ kiểm soát chỏ. Okay. Mình lên từ từ thôi, lên hít sâu. Xuống thở ra. Lên hít sâu. Mọi người nhớ là lên hết biên độ luôn ha. Xuống. Lên hết biên độ. Phải lên giãn hết ra cái cơ luôn à. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nó tác động sâu vào nhóm cơ tay sau. Xuống thở ra. Đúng rồi. Lên hít sâu, xuống thở ra. Một số bạn á lên mới tới đây à. Dạ. Là xuống rồi. Lên tới đây xuống rồi. Hồi trước em cũng hay bị lên ít. Mình để cho lên sau thiệt. Đúng rồi. Chậm thôi, mọi người cứ làm chậm đúng kỹ thuật. Ok. Lên. Nhưng mà mình có tập nặng không? Cái bài này anh có tập nặng không? Bản thân anh thì anh không tập nặng nha, anh tập vừa sức với mình thôi. Rồi, Sky tập thử nha. Dạ ok rồi. Ok. Cho em lên xíu đi. Ok. Bước này lên. Làm mẫu hay để tạ nhẹ thôi. Căng hơn. Mình kéo xuống trước. Ok. Nhớ kiểm soát chỏ nha, không được để chỏ lên nha. Hơi lên. Lên, hơi lên. Ok. Hả? Xuống, thở ra ha, lên thì hít sâu vào. Lên tí nữa cho hết biên độ. Ok. Ok, xuống. Nó căng quá rồi. Ok, đúng rồi em. Ok. Nhớ giữ cái chỏ vậy là ok đó. Giữ nó này. Rồi lên xuống. Ồ em thấy nó đó nè. Như vậy thì nó hết cái biên độ. Dạ dạ dạ. Như vậy đúng không? Ok rồi. Ép xuống không? Đúng rồi. Ok. Chú ý hết thở nữa nha. Rồi hít. Sau. Ôi mỏi quá anh. Ok. Em nghĩ quyết định lên tạ của em là sai lầm. Anh thấy tạ này cũng vừa đó, chưa nặng lắm đâu. Ok. Dạ. Thấy feel quá. Ok. Nhưng mà thường anh tập bằng khoảng bao nhiêu ký hay anh tập có nhẹ thôi hả? Anh tập nhẹ. Ok á. Bây giờ mình tập một bài tay sau nữa nhưng mà là tập từng tay nha mọi người. Mình tập với cáp luôn. Bây giờ mình hạ cái này xuống tới ngang hông ha. Mình đứng sát vào. Mọi người chú ý ha, là chỏ mình cũng tương tự như bài lúc nãy là phải giữ vững, kiểm soát nó. Mình có thể được tựa sát vào đầu một chút để lấy thế ha. Khi nào mình nhớ là xuống, cố gắng tập hết biên độ ha, xuống, hít sâu ha, lên, thở ra. Bài này thấy lạ. Hít sâu, lên, thở ra. Thường thì anh cũng có thể tập bài này với dumbbell. Xuống, hít sâu. Ok, em hiểu.
lên thở ra, chỏ vẫn giữ, đừng có giúp giúp có nhiều. Cần xuống sâu không anh? Có em, xuống càng sâu thì hết cái ROM, cái ROM là cái biên độ. Rồi ok. Càng hết ROM, càng full ROM thì tác động vào nhóm cây cơ tay sâu rất là nhiều. Ok. Ê bạn, em thấy hay á, kiểu như em thấy tạ nó cứ bị vướng vướng sao á anh Dũng. Tạ nó hơi vướng vướng đúng không? Nhưng mà tạ thì có nhiều tạ hơn để cho mình tập, còn cáp thì thường là mình đi tập ở các phòng tập á thì nhiều người sử dụng quá thì không có để cho mình tập đâu. Lửa ngày mình vắng vắng á thì ok. Ám ảnh. Rồi, em vô thử đi. Vô nha. Okay. Sao nặng vậy? Cũng em không? Sát vô đúng không? Đứng sát vô đúng rồi. Ok. Rồi. Cụ chợ là cố định ha? Cố định cụ chợ luôn. Ok, rồi. Em có thể dựa vào cái mặt của mình, cái đầu của mình okay, lấy thế. Rồi. Lên. Thở ra, xuống hết sâu. Đúng rồi. Ok. Từ từ nha, cái góc này từ không hay góc này? Góc nào bực? Góc này à? Nhìn đi lấy em ngoài bên kia. Rồi nói tiếp, rồi anh nói tiếp. Trời ơi, mỏi quá anh ơi. Mỏi không? Mới hai rep mà mỏi. Rồi. Tiếp. Xuống sâu rồi luôn hả? Xuống sâu. Xuống sâu nó mới giãn, nó giãn hơn được cơ đúng không? Đúng rồi, hết biên độ nó giãn hơn, tác động nhiều. Ok, hiểu. Ok. Tiếp em. Chú ý thở nha. Lên, thở ra. Ok. Xuống thì hết sâu. Em hiểu rồi. Chỗ hơi... Ok. Kiểm soát chợ tốt hơn. Đó em thấy không? Cái nguyên cái okay. Hơi tam đầu. Feel được á. Ok, thở ra. Xuống hết sâu. Xuống tí nữa. Ok, rồi hết biên độ rồi, lên. Bài này em nghĩ mấy bạn nào mà tập khoảng 1-2 năm rồi đó. Đúng rồi. Mình đội bài này ok hết trời. Ok. Wow. Feel lắm đó. Phê đó mọi người. Kiểu như nó kiểu như cái tay nó được thâm ra, nó được xé ra nhiều hơn đúng không? Tại vì mấy bài trước em tập mấy bài này nè thì cái biên độ nó không có được sâu bằng. Lúc lên cái lèn nó đã chạm vô rồi đúng không? Nhưng mà cái này nó vô được nâng cao hơn một tí thôi. Ok. Được á mọi người nha. Mình sẽ đến với tay trước. Tay trước của mình. Ok. Ok, bây giờ mình tập tay trước với cáp. Cáp đúng không ạ? Okay. Rồi, cái cây này đúng không? Với cái này là thông dụng. Cái này nhiều bạn tập đúng không? Đúng rồi. Để xem anh có cái tips gì hay không? Ok. Mình sẽ hạ xuống ha. Rồi lùi ra một chút. Ok. Khi tập thì cùi chỏ cũng kiểm soát hay cũng giữ nguyên ha. Thì hai tay cũng rộng bằng vai thôi. Thì khi mình lên thì mình sẽ thở ra. Xuống thì mình hít sâu. Lên thì mình thở ra. Chú ý là để xuống càng sâu càng tốt cho nó hết cái biên độ. Dạ dạ. Lên cũng vậy, lên cố gắng lên hết cỡ. Nhưng mà chỏ vẫn giữ nguyên. Dạ. Yeah. Xuống hết sâu. Lên thở ra. Ủa anh, nhưng mà ví dụ như em thấy nhiều lúc em tập á, em cảm giác như em bị gồng cái cẳng tay nhiều quá chứ không có vô hay rồi. Thì em cố gắng đưa cái thanh ba nào về càng gần ngực nhất là càng tốt để lúc em cảm nhận lưỡi cơ tay trước mình đang làm việc. Có nghĩa là nghĩ là đưa thanh ba về ngực. Ok. Ví dụ như nè. Hít sâu nè. Lên. Thở ra. Ok. Đó, nó sẽ vô nhiều lắm. Em hiểu rồi. Kiểu mình ok. Ok anh. Ok. Feel được nhiều hơn á. Xuống hít sâu, lên thở ra ha. Ok. Kiểu nó siết được vô hả? Lên. Đó đúng rồi. Xuống nữa. Ok. Siết lại. Trời. Đã. Feel được hơn, kiểu nó không có bị vào cẳng tay. Tay to gần bằng anh rồi đó. Trời. Thiếu 10cm nữa Ok. Ok, good job em. Kiểm soát chỏ tốt nè. Dạ. Hồi trước là em bị đưa lên nhiều quá. Ok. Thì bởi vậy mình phải chọn cái mức tạ vừa phải với mình. Dạ. Mình phải chọn nặng quá. Em hiểu rồi. Được á anh ơi, kiểu như là cái khi mà mình đưa về ngực á ha, đưa về ngực thì nó sẽ feel được rõ hơn đúng không? Với lại một cái tip là khi mình vừa tập xong á, mình gồng lên. Chị? Posing. Nó cũng vô cơ đó mọi người. Thì... Vậy hả? Gồng lên. Gồng không okay. Khỏi cần tip đã. Hay. Ví dụ như bạn nào chưa có cơ nhiều thì sao? Cũng gồng luôn. Gồng luôn mình hả? Tưởng mình có cơ. Mình tưởng là có cơ. Ok, vậy tự tin lên đúng không mọi người? Tự tin là sẽ được cái tay như anh Dũng đúng không?
Và bây giờ mình đến với một bài tập tay trước nha mọi người, nhưng mà một với một cái tư thế ngồi rất là lạ. Ngồi dậy anh. Cũng giống giống vậy đó. Ngồi dậy sao tập được vậy? Được, thử đi được. Ok, rồi tập sao? Ok, rồi. Cũng tập với cáp nha mọi người. Ngồi xuống. Này giống như squat đúng không? Ờ đúng rồi. Squat chạm cỏ. Giống squat đúng rồi. Ok. Đặt hai cái chỏ cho lên gối ha. Tương tự mình khi mình kéo về thở ra ha, rồi hít sâu nè. Ồ, nó vào cái mé bên trong hơn đúng không? Đúng rồi. Khi mà em hẹp cái tay cầm lại như vậy là hẹp quá, bên ngoài em nó vào tay trước, mà tay trước phía bên ngoài đúng rồi, bicep bên ngoài. Mình có ngửa ra sau không anh? Hơi ngửa ra sau một chút xíu để mình lấy lực mình kéo lên thôi. Nói chung cứ ngồi thẳng đúng không anh? Đúng rồi, ngồi thẳng. Kéo lên thì mình ngửa một chút xíu thôi. Mình sẽ hơi hướng về trong rồi. Đúng rồi, hướng hai cái tay về trong này đó. Ok. Thì nó sẽ vào tay trước mà phía bên ngoài. Dạ, ok. Ok, cái bài này lạ. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy nó cũng khá là vào ha. Vào nhiều lắm đó chứ. Ok. Cái này nó cũng hơi giống cái bài concentration. Concentration curl. Kiểu nó mình không ăn gian được đúng không anh? Đúng rồi em. Nó vô lắm luôn á. Yeah. Đuối tay luôn rồi. Cháy tay rồi. Ok, để tao thử. Nhìn đi. Rồi, em có phải cần kêu cục chỏ sát vô cái gối không? Đúng rồi, cục chỏ sát gối như vậy. Để không ăn gian hả? Không ăn gian được. Rồi. Lúc em kéo về thì em thở ra ha. Okay. Không, hai cái tay em đưa chụm vào nhau á. Lúc kéo về nó chụm vào nhau như vậy. Bài này á, nó tác động vào cái cơ tay trước mà phía bên ngoài nha mọi người. Feel quá. Feel lắm á. Thở ra, xuống hơi sâu. Không anh gian được cái cửa chỏ nó không có anh gian được. Nó nặng á. Sau hết biên độ luôn, thả nặng. Ok, lên. Đúng rồi. Chậm thôi, kiểm soát. Các bài tập tay thì mình không cần tập nhanh đâu, mình tập chậm chậm mình kiểm soát. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Feel được. Ok. Bài này tập 3 set, mỗi set 12 tới 15 rep nha mọi người. Feel quá. Mệt quá trời luôn mọi người. Feel. Đầy to lắm rồi đó. Và bây giờ mình sẽ tập bài bicep hammer curl nha mọi người. Bài này là nó sẽ vào đâu anh? Bài này á sẽ vào cơ tay trước phía bên ngoài, tạo cái độ phồng của phồng dày lên của cái bắp tay trước nha. Ok, tập thử. Ok. Thẳng lưng nha mọi người. Rồi, lên, thở ra nè, xuống hết sau. Lên. Khi xuống mình có duỗi thẳng tay không hay là mình giữ lại tí xíu anh nha? Mình duỗi thẳng luôn đi. Thẳng cho nó hết biên độ. Lên. Là lúc lên mình cũng sẽ đi thu vào đúng không? Đúng rồi, thu vào phía trong. Thu vào phía trong thì nó sẽ tác động đến cái cơ bên ngoài ha. Tay trước và phía bên ngoài. Tạo cái độ dày. Bài này như là nó cũng sẽ vào cẳng tay đó nha. Có luôn em, cẳng tay nhiều lắm. Bài nào muốn cẳng tay như anh Dũng, tập bài này luôn nha. Ok. Ok. Thử nha. Ok. 7,5 kg phê lắm. Trời ơi, nặng quá rồi. Ok. Ok. Không, anh xoay qua đây. Xoay người qua đây nè. Ok. Nhìn xe bước. Thấy bước lên em. Rồi, ok. Rồi, em lên đúng không? Ok, thẳng lưng nè. Ok. Lên, thở ra. Xuống phía sau. Lúc mà đi vô trong nhìn bình thường em hay tập vậy nè. Thì nó cũng được. Nhưng mà em tấm vô trong đi. Thì nó sẽ vô trong nó vào hơn rất nhiều. Ngoài nó nhiều nè. Em cảm nhận được không? Vào luôn á. Nóng luôn ha. Dạ. Ok, lên. Ok, xuống phía sau. Lên thở. Ok. Tiếp. Mới 5 rep à. Bài này cũng vậy nha mọi người, mình tập 3 set từ 12 đến 15 rep mỗi set. Feel được hơn đúng không? Nó mới cứng đi. Em ít tập bài này lắm, thường em tập tay trước rồi hai cái bài chứ. Cái bài này vô cẳng tay cũng nhiều lắm. Ai muốn cẳng tay nó sẽ vô đây nhiều. Ok ha, kiểu như là trước giờ em chỉ tập bài K
cable curl thôi, hoặc là tạ đơn thôi chứ không có tập những cái bài hammer, thì nó sẽ làm cho cái phần này đúng không? Đúng rồi, cái này cái cẳng tay. Ok mọi người nha. Mọi người nên tập bài này trong cái chuỗi ngày tập tay của mọi người ha. Em thấy vậy cũng hay. Chắc chắn phải tập bài này trong ngày tập tay trước nha mọi người. À, có nghĩa là mình chia ra thành ra anh tập 3 ngày đúng không? 3 ngày tay trước, 3 ngày tay sau, nhưng mà thực ra là mỗi ngày đều tác động đến những cái phần cơ tay khác nhau. Ok mọi người ơi, câu hỏi để nhận được cái phần quà trong tập vlog này đó chính là các bạn hãy đoán size tay của anh Dũng là bao nhiêu. Đây là một cái con số cực kỳ dễ đoán luôn, và ba bạn comment nhanh nhất và đúng nhất sẽ được anh Dũng trao tận tay ba cái món quà từ thương hiệu Cargo của anh nha. Và các bạn hãy đoán đi, con số là từ 1 đến nhiêu anh Dũng? 50, 1 đến 50 nha mọi người nha. Đoán thoải mái số 1, số 2, số 3 gì đấy, size tay của anh Dũng là bao nhiêu. Thì đã xong cái tập vlog tuần này rồi, và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều vì đã góp mặt trong cái tập vlog để mà chị và hướng dẫn cho mọi người những cái tip tập tay. Các bạn nhớ tập nha mọi người, bởi vì đây là những cái bài rất là tụ của anh Dũng luôn, cũng như là kỹ thuật rất là tốt, thì các bạn áp dụng là Sky chắc chắn rằng cái tay của bạn sẽ phát triển đó. Ok, chúc mọi người mau có tay to nha. Tay to giống anh Dũng nha mọi người nha. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúc cho thương hiệu Cargo của anh trên TikTok nha mọi người nha. Follow ảnh trên TikTok nè, anh bán trên TikTok nữa. Sẽ thương hiệu sẽ luôn luôn phát triển ha. Và anh sẽ có thêm nhiều khách hàng mới, và nhiều bạn sẽ yêu thích thương hiệu sau cái tập vlog này. Okay, có thể ủng hộ cho ảnh nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập vlog tiếp theo. Xin chào. Ok.